tại sao cô lại làm như thế? Anh cho em giải thích. Này bé món ăn đi, ăn nhiều cho mau lớn nghe rõ chưa? Bé ngu ngoan, ở nhà nhớ nghe lời bố dặn, phải nghe lời cô Thu nghe chưa? Bố hứa ấy, đợt tới đi công tác về, bố sẽ mua thật nhiều quà cho Moon. Và hơn nữa ấy, là bố sẽ đưa cả nhà mình đi chơi. Con thích không? Con ạ. Alo. Tôi biết rồi. Đến giờ bố phải đi rồi. Moon ở nhà nhớ nghe lời mẹ nghe chưa? Anh đi cẩn thận nhá, nhớ gọi điện về cho em đấy. Anh đi đây. Moon ở nhà anh ngoan nhá. Bố đi đây. Mày còn ăn uống cái gì nữa hả? Bình thường bố mày ở đây, mày mới được ngồi cùng mâm với tao. Bây giờ bố mày đi rồi, đứng dậy dọn hết chỗ bát đũa này đi. Tao tí nữa đi ra mà còn thấy bê chết với tao. Giống y hệt con mẹ của mày, cứ động một tí là rưng rưng nước mắt để mà lấy lòng tốt của người khác. Mai sau mày lớn lên làm đi giống y hệt con mẹ của mày ấy. Mày còn nhìn tao à? Mày có biết tao ngứa mắt với mày lâu lắm rồi không? Đừng giận. Bây giờ tao nhốt mày vào phòng tối, cho mày gào thét ở trong đấy. Đi. Thả con ra. Thả ra. Đi. Thả con ra. Đi. Thả con ra. Tao không thả. Đi bật đây. Thằng con ra. Mày ở im trong đấy. Tao mà chưa cho ra, cấm đi ra ngoài. Vợ ơi, anh về rồi đây vợ ơi. Chồng, sao lại đi làm về giờ này? Anh muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ con. Bé Moon đâu rồi em? Bé Moon đi sang bên nhà bạn chơi rồi. Thế à? Mà sao
Anh mua nhiều đồ này. Đây là quà của em. Anh tặng em. Em xin. Còn đây là quà của Moon. Cái này là... À, đây là ăn ngủ ngon Rich Kids của tập đoàn Kohino, giúp hỗ trợ đường tiêu hóa. Con uống vào sẽ hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, giúp con cao lớn hơn này, khỏe mạnh hơn, thông minh học giỏi hơn. Cách sử dụng cũng rất dễ, chỉ cần lắc kỹ ống và dùng trước hoặc sau bữa ăn một tiếng là được. Ăn ngủ ngon Rich Kids là một sản phẩm uy tín, rất được nhiều người tin dùng. Anh thấy con dạo này kén ăn, người gầy gò, xanh xao quá, nên anh mua cho con dùng thử. Thôi được rồi, anh đưa đây. Tí nữa em pha cho con uống nhá. Còn bây giờ anh đi vào trong nhà tắm rửa đi, em vào nấu cơm cho anh ăn nhá. Thế còn con thì sao? Thế nó bên nhà bạn chơi rồi, tí ăn sau. Thế cũng được. Đi. Kiểu Moon. Moon. Tại sao con lại ở trong này thế? Ơi, cứu con. Bố đây. Bố đây rồi. Không sao. Nói cho bố biết tại sao con lại ở trong này. Có chuyện gì đây anh? Tôi mới là người phải hỏi cô đấy. Cô bảo đưa con bé sang nhà bạn chơi, tại sao ra bị nhốt trong tủ hả? Em có biết gì đâu. Con bé nói với em rõ ràng là nó xin đi sang bên nhà bạn chơi mà. Moon, có bố ở đây rồi. Con nói cho bố biết tại sao con lại bị nhốt vào trong tủ. Cô đánh con, cô nhốt con vào trong tủ, không cho con mách bố. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại làm như thế? Cô có còn là con người nữa không hả? Kìa anh, anh nghe em giải thích. Con bé nó nghịch, em chỉ định răn đe nó một tí thôi. Răn đe? Răn đe mà cô nhốt con bé trong tủ, suýt ngạt thở. Thử hỏi xem, nếu như hôm nay tôi mà không về kịp mà phát hiện ra, thì cô đã giết con bé rồi đấy. Cô đúng là loại đàn bà độc ác. Anh nghe em giải thích đã. Em Moon, con nói với bố đi, là mẹ chỉ định răn đe con một lát thôi đúng không? Đến nước này rồi mà cô vẫn đổ tội cho con bé được à? Nó bé tí như thế này thì nó có tội gì chứ? Moon, đừng sợ, có bố đây rồi. Con nói cho bố biết, lúc bố không ở nhà, cô đã làm gì con? Cô vào trong tủ. Phụ thân con gái của bố. Kìa anh, em xin anh. Anh biết tội của em rồi, anh tha cho em một lần để thôi được không? Cô đừng hòng. Đồ đàn bà độc ác. Tôi đúng là có mắt như mù mới rước cô về làm vợ để hành hạ con tôi. Cô cút, cút ra khỏi nhà tôi. Em xin anh đấy, anh tha cho em một lần đấy thôi. Em sẽ không bao giờ, không bao giờ lặp lại một lần nữa. Cái tát này là chấm dứt giữa chúng ta. Và nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Nếu không ấy, tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Tôi sẽ báo công an tội cô bạo hành trẻ em và khởi tố cô ra tòa đấy. Cút! Con không sao chứ? Có bố ở đây rồi, đừng sợ nhá. Bố xin lỗi con, tất cả là lỗi của bố, tại bố mải mê công việc mà không quan tâm đến con. Con không sao chứ? À, bố đi công tác về có mua quà cho bé Moon của bố đấy. Bây giờ ngồi lên giường, bố bóp cho con gái của bố ăn nhá.
Cái gì đây hả bố? Đây là ăn ngủ ngon Rich Kids. Bố mua về để tầm bổ cho con gái yêu của bố đấy. Nào. Uống đi con. Có ngon không con? Có ngon bố ạ. Nào, quả roi mà con gái của bố thích nhất đây. Của con. Con gái của bố ngoan lắm. Từ ngày có siro ăn ngủ ngon Rich Kids của tập đoàn Kohino, con gái bố ăn khỏe hẳn hơn đấy. Dạo này là lớn hẳn hơn đấy nhá. Bố xin. Con gái của bố ngoan lắm. Điều kỳ diệu mang tên